Bài tập 35. Ta có bảng kê chi tiết mặt hàng may mặc. Câu 1 là lập công thức cho cột tên hàng. Biết rằng hai ký tự đầu của mã HD là mã hàng. Mình thấy có AT nè, VG nè, hai ký tự đầu của mã HD. Rồi mình tra trong cái bảng này, mình thấy cắt ra nè. Mình có AT, SM, VK, VG. Thì như vậy á, dữ liệu là nó sẽ được chi vấn theo dòng. Thì ra ban đầu mình cắt hai ký tự ra thì mình phải quét cái dòng đầu tiên nó khớp với cái dữ liệu mình cắt. Mình nhìn vô á, mình thấy AT, VG, VK là cái dòng này. Thì mình phải quét cái dòng đầu tiên là ngay dòng này. Chúng ta mở bài lên. Đầu tiên là mình dùng là chi vấn theo dòng, là dùng H lớp khớp. Rồi mình lấy hai ký tự đầu tiên á, là dùng hàm lép của mã HD nè. Mình cắt hai ký tự, mình đóng ngoặc lại. Thì mình mới quét dữ liệu ở trong cái bảng tên hàng. Thì mình cắt ra là AT, VG, VK. Thì khi mà mình so sánh vào á, là cái dòng đầu tiên nó có khớp dữ liệu mình cần tìm. Nó có khớp dữ liệu mình tìm. Có thể, chúng ta có thể quét hết bộ dữ liệu này luôn, bỏ ra phần tiêu đề. Rồi chúng ta nhấn F4. Tức là trong bảng dữ liệu này nó sẽ có 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng. Như vậy mình cần lấy tên ra. Tên ra đầu tiên đưa dữ liệu vào so sánh với dòng đầu là dòng 1 nè. Dòng 2 là lấy tên. Lấy tên là mình lấy cái dòng thứ hai và mình tìm kiếm chính xác nó là không. Ở đây mình quét khối, mình nhấn F4 là nó bị dính nè. Thầy làm lại. Rồi chúng ta điền công thức vào, cắt hai ký tự đầu của mã HD, mình tìm kiếm dữ liệu từ cái C17 cho đến F20, mình nhấn F4. Thì sau đó là mình lấy dòng thứ hai và dữ liệu của ta là lại tìm kiếm chính xác là không. Câu 2. Lập công thức cho cột đơn giá. Biết rằng ký tự thứ 3 của mã HD là 1 thì đó là đơn giá loại 1. Còn ngược lại đó là đơn giá loại 2. Là mình thấy nhìn vô mã HD ký tự thứ 3 nè, nó có số 1 và số 2. Được chưa? Nếu là số 1 thì đơn giá loại 1, nếu số 2 thì đơn giá loại 2. Thì tiếp tục như vậy á, là mình đã có được cái tên hàng rồi. Thì mình lấy trực tiếp cái tên hàng luôn. Đầu tiên là mình lấy tên hàng nè, là cái ô C3. Thì như vậy á, là cái tên hàng này, lúc này mình chi vấn trong bảng tên hàng đơn giá thì mình quét từ đâu? Có phải được quét từ cái bảng tên hàng không? Hay là mình quét từ mã hàng? Quét từ tên hàng hay là quét từ mã hàng các em? Quét từ đây hay là quét từ đây? Mình lấy tên hàng thì dòng đầu tiên có phải là so sánh là tên hàng mình so sánh vô đây không? Nó tìm thấy. Còn nếu mình quét luôn cái mã hàng thì nó so sánh là áo thun có vô AT, SM, VK, VG thì nó có tìm gặp không? Thì nó phải là so sánh vô cái dòng đầu tiên. Còn H lớp khúc là phải so sánh vào cái cột đầu tiên. Như vậy nếu mình quét khối ở đây là mình ra kết quả đúng hay sai? Ra kết quả là NA là chắc cú, là không tìm thấy. Do đó mình lấy cái áo thun này mình nhìn vô,
Mình phải lấy đúng tên gì nè, nó mới so sánh vô. Có áo thun, có áo sơ mi, quần kaki, quần jean. Mình phải lấy như vậy thì mới đúng. Các em phải hiểu hàm H lớp khớp với V lớp khớp nha. Mình lấy vào dữ liệu, mình phải so sánh cái dòng đầu tiên hoặc cái cộng đầu tiên, nó phải khớp với dữ liệu mình thì nó tìm mới ra. Rồi, tiếp theo. Người ta nói rằng á là ký tự thứ ba của mã hợp đồng là một, thì đơn giá của mình là đơn giá loại một, ký tự thứ ba là hai, thì đơn giá loại mấy các em? Loại hai. Thì mình mới xét là mình có biết là mình lấy dòng thứ hai hay dòng thứ ba chưa. Mình có mấy dòng? Dòng một nè, dòng hai nè, dòng ba nè. Dòng hai là có phải là đơn giá loại một không? Dòng ba là đơn giá loại hai. Như vậy mình phải xét cái điều kiện vào là ký tự thứ ba là mình dùng cái hàm mít. Mình cắt tại cái vị trí thứ ba, mình cắt mấy ký tự? Một ký tự. Số 3 đầu tiên là vị trí thứ ba, mình cắt một ký tự. Mà mình cắt chuỗi là được chuỗi hay là được số? Cắt chuỗi là được gì? Chuỗi, chuỗi thì phải đặt trong dấu gì? Dấu nháy, kép. Còn nếu mình ghi số 1 thì nó đâu so sánh được, nó sẽ chắc chắn sẽ sai. Cắt chuỗi thì nó phải trả về chuỗi, chuỗi thì nằm phải trong dấu nháy nháy. Trừ khi là mình sử dụng cái hàm value đổi chuỗi thành số thì mình mới so sánh số. Rồi, nếu nó là một, nếu là một thì có phải là trả về cái dòng thứ hai không? Mình đếm như dưới là dòng 1, dòng 2 đúng không? Là đơn giá loại 1 là phải dòng thứ hai hay không? Đúng hay sai? Rồi, nếu nó không phải là một là thì chắc chắn nó chỉ có số 1 và số 2 thôi, thì nó phải là số gì? Số 2, ký tự thứ hai. Ký tự thứ hai thì đơn giá loại 2 là dòng thứ mấy? Dòng thứ ba. Rồi mình đóng của cái if lại, mình tìm kiếm chính xác là phải gì? Không. Enter. Rồi mình kéo xuống. Ví dụ quần jean nè, mình thấy cái số 2 không? Tức là quần jean đơn giá 2. Quần jean nè, đơn giá 2 có phải là 125 ngàn không? Câu thành tiền. Thành tiền thì bằng là số lượng nhân đơn giá, rất là dễ, bằng số lượng nhân cho đơn giá. Enter. Giảm giá. Câu này là câu dễ nhất. Tiếp tục, chúng ta tính cột giảm giá là câu thứ 4. Nếu số lượng mà lớn hơn 150 thì giảm giá là 50%. Rồi, bằng nếu số lượng mà lớn hơn bằng 150 thì giảm giá nhiêu phần trăm các em? 50%. Ngược lại, nếu lớn hơn 100 thì 30%. Ngược lại là 15%, tất cả nhân thành tiền. Rồi, nếu lớn hơn 100 bằng 100, tức là D3 lớn bằng 100 thì bao nhiêu phần trăm các em? 30%. Ngược lại, nếu mà nó lớn hơn 50%, nếu lớn hơn 50 thì giảm giá 15%, còn không lớn hơn 50 thì sao?
có giảm giá không? Không. Như vậy là mình phải xét điều kiện nữa, là ba dòng IF nha. D3 lớn hơn bằng 50 là 15%, còn nó không lớn hơn bằng 50 thì ngược lại là 0%, là không vô. 1, 2, 3 của dòng IF nhân cho thành tiền. Nè, ở đây 35 nè, là không giảm nè. 20 không giảm nè. Như vậy là mình tới ba dòng IF lồng vào nhau. Tổng tiền bằng thành tiền trừ giảm giá. Câu này là cực kỳ dễ. Bằng thành tiền trừ cho giảm giá. Tổng tiền bằng thành tiền trừ giảm giá. Rồi tiếp theo, tính cho các ô trong bảng thống kê doanh thu. À, bảng thống kê doanh thu. Thống kê bảng doanh thu thì chúng ta sử dụng hàm là sum if. Rồi đầu tiên là mình quét khối dữ liệu cần so sánh, là chỗ data nè. Mình nhấn phím F4, mình cố định nó lại. Do ở đây là có 4 cái mã giống nhau, do đó là mình cố định để hồi mình copy công thức. Rồi mình truyền vào thằng AT là OC3. Rồi mình cần tính tổng á, là tính tổng cho thành tiền, mình nhấn F4, đóng ngoặc lại. Khi đó đó là ví dụ như mình tìm cái chữ AT ở trong đây, mà ở cái chữ AT này nó dài hơn. Chữ AT là phía trước, phía sau là còn một chuỗi nữa. Nếu như mình thực hiện như vậy á, thì nó không so sánh hai chuỗi, nó không bằng nhau. Không bằng nhau thì nó tìm không thấy, thì trả kết quả là không. À, ở đây AT mà AT1, AT2. Như vậy á, đối với bài toán này á, là mình cho phía sau nó là một cái chuỗi bất kỳ, thì khi đó là mình cộng cái chuỗi là dùng phép toán AND á, mình cộng vô cái dấu sao, sao là đại diện cho ký tự bất kỳ, một chuỗi ký tự bất kỳ. Rồi sau đó là mình copy công thức qua, tại vì mình đã cố định cái công thức rồi. Tại vì mình có AT, SM, QK, QG, mình cần copy công thức, do đó là mình cố định cái địa chỉ của khúc đầu và khúc cuối, và mình ghép cái chuỗi cái đoạn này nè. Mình ghép vô cái chỗ là N, là cộng thêm cái chuỗi sao nằm phía sau của cái chuỗi cần tìm kiếm, và chúng ta có kết quả. Rồi câu tiếp theo, vẽ biểu đồ hình cột. Thầy giảm mấy em vẽ biểu đồ chưa? Chưa đúng không? Này dễ, câu này là câu lấy điểm. Rồi câu 6, câu đã làm xong rồi. Tới câu 7 là vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tình hình doanh thu của bảng thống kê. Doanh thu ha, quan trọng là doanh thu. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tình hình doanh thu của các mặt hàng trong bảng thống kê.
Ở đây mình có bảng doanh thu đây nè. Rồi. Thì đầu tiên mình quét khối từ đây tới đây. Cái bảng doanh thu mình chọn là insert. Mình chọn cái biểu đồ hình cột, có thể chọn trực tiếp cái hình cột hoặc là mình nhấp vô cái góc. Ở chỗ đây cha. Mình chọn biểu đồ là on cha nè, mình chọn column. Mình chọn cái biểu đồ có màu sắc đi, chọn bên đây. Rồi mình ok. Rồi ngay chỗ mà character type nè thì mình mới đổi nó lại thành là bảng thống kê doanh thu. Nhấp trực tiếp vô đây ha. Rồi bảng thống kê doanh thu. Rồi các em mà muốn cho nó có màu sắc, có trục, tọa độ thì các em chọn phía trên một cái kiểu cho nó phù hợp. Rồi chúng ta đã vẽ xong cái biểu đồ hình cột thể hiện cái bảng thống kê doanh thu. Câu 8, lọc ra danh sách mặt hàng thỏa mãn điều kiện 1. Áo thun và số lượng trên 80. Đầu tiên mình có tên hàng, copy nó xuống. Rồi số lượng mình phải copy nó xuống, số lượng Ctrl C nè, mình bắt nó Ctrl V. Rồi một điều kiện, một là áo thun. Mình kiếm cái chữ áo thun, copy nó Ctrl C nè, Ctrl V nè. Rồi số lượng trên 80 tức là nó lớn hơn, đánh vào lớn hơn 80 nè. Rồi tiếp tục, hoặc khi mà điều kiện hoặc tức là mình phải xuống dòng, cùng dòng là quà mà xuống dòng là gì, hoặc bất kỳ mặt hàng nào là quần jean, ta kiếm cái quần jean đi, quần jean nè, số lượng trên 120, số lượng từ 120 tức là lớn hơn bằng cái gì các em? 120 từ mà lớn hơn bằng. Rồi mình vẽ cái khung lại cho nó đẹp chút xíu. Rồi mình nghĩa coi có quần jean nào mà cái số lượng lớn hơn 120 không? Không có ha, không có. Rồi ta tiến hành lập dữ liệu. Đầu tiên là mình nhấp vào data, sau đó chọn Advanced, mình nhấp vào là Copy to. Ô đầu tiên là dữ liệu cần lọc, mình nhấp vô đây, quét từ đây tới đây. Cái ô thứ hai là điều kiện lọc, thì mình quét vào cái dùng điều kiện tiêu chuẩn mình mới thiết kế. Cái ô thứ ba là Copy to, là mình copy tới đâu thì mình nhấp vô đây, mình copy tới cái dòng này đi, là A31. Rồi sau đó là mình chỉ cần là chọn là gì, ok. Như vậy bài này mình lọc ra được hai áo thun có số lượng hơi lớn hơn là 80, còn quần jean á thì mình không có. Các em làm ra kết quả giống như vậy là ok.